Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải gặp nhiều may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được những thành công đó thì họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua thì ai cũng mong rằng trong năm đó mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong năm 2021 Tân Sửu, con giáp tuổi Thìn được trời ban nhiều phúc đức, không những may mắn mà tài vận cũng dồi dào. Đặc biệt, đầu năm 2021 này trở đi, tuổi Thìn sẽ có những cơ hội làm giàu có 1 không 2, hơn nữa còn gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký miễn phí kênh Phong thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế lưu niên tương khắc với mệnh chủ tuổi Thìn. Tổng thể vận thế mà nói thì không hề tầm thường, bởi vì mệnh chủ tuổi Thìn gặp Thái Tuế tương khắc, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Đối với sự nghiệp thì dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ. Trong việc mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, khiến cho mệnh chủ tuổi Thìn trên cương vị công tác có được quyền lãnh đạo. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Năm nay, sự nghiệp cùng với công việc học tập của mệnh chủ tuổi Thìn được phát triển mạnh, là tích cực cố gắng, là năm làm ăn chơi thật, tương đối có lợi cho việc học tập thêm nhiều kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt trong năm Tân Sửu 2021 này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, Thái Tuế là Sửu âm thổ, là tài tinh của tuổi Thìn, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này. Đồng thời, cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn về các ngành nghề liên quan tới thổ như phát triển nông nghiệp, bất động sản. Trong năm thì cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không quá gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nhỏ nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi một năm 2020, vận trình ban đầu thì còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên tuổi Thìn cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho tuổi Thìn năm 2021. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ thì nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với những động vật trong nhà như là mèo hay là chó để tránh những thương tích không đáng có. Năm nay thì mệnh chủ tuổi Thìn khi xuất hành cần phải chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm cắp tài sản. Ngoài ra, lưu niên gặp sao quả tú dễ dàng khiến cho mệnh chủ tuổi Thìn u sầu, sinh ra cảm xúc bi quan hoặc là do nhạy cảm suy nghĩ nhiều mà đầy phiền muộn. Vì vậy, đang gặp chuyện không vui nên lập tức nghĩ thoáng để tâm mắt nhìn xa một chút, dùng thái độ lạc quan tích cực để dễ dàng đón nhận những điều không được như ý ngẫu nhiên trong cuộc sống. Ngoài ra thì bạn nên dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp huyết long Thân Tý Thìn để được quý thần tương trợ giúp bình ổn và suôn sẻ. Xem vận trình tài lộc của tuổi Thìn năm 2021 Tân Sửu, con giáp này có Tân Kim Thiên Quan tọa Thái Tuế Thiên Tài, nghĩa là có tài quan lưỡng vận, trong năm đường tài lộc khá tốt.
Thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ tuổi Thìn có mối quan hệ ngũ hành tương khắc nên bạn sẽ khó có tiếng nói chung với người khác, cần phải hết sức chú ý. Bên cạnh đó, mệnh chủ tuổi Thìn vẫn có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn nổi tiếng, có uy quyền, có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội, lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi do có tài tinh chiếu mệnh trong năm. Vậy nên, mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều trong việc giao tiếp cũng như các mối quan hệ xung quanh mình. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi Thìn vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề vụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Thìn có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến những ngành nghề hành thổ như nông lâm nghiệp và bất động sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều thì càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu bỏ công sức ra thì chắc chắn sẽ có lại được thành quả đáng mong đợi của mình. Tài vận cũng khá, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá tài sản, kẻ xấu dẫm đạp đầu tư thua lỗ. Năm nay, tuổi Thìn muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc sự nghiệp của tuổi Thìn một bước lên mây. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Thìn trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Mậu Tuất, dương lịch từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ tuổi Thìn cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng hay là tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể ảnh hưởng cả đến kết quả kinh doanh sau này. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Thìn không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Thìn trong năm Tân Sửu 2021. Sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm 2021 này có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Năm nay, về mặt sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Thìn dễ dàng gặp được sự trợ giúp của những người có chuyên môn, giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu phương hướng, khiến họ có được quyền lãnh đạo trên cương vị công tác. Cùng với đó, sự nghiệp, công việc, học tập của mệnh chủ tuổi Thìn được phát triển mạnh, những cố gắng của bạn trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa là áp lực luôn đi theo, bởi vì cái gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm. Đôi khi sẽ gặp phải những chuyện khó khăn, nhưng bạn hãy yên tâm một điều, đó chính là quý nhân luôn luôn có bên cạnh bạn, giúp bạn vượt qua hết tất cả những khó khăn sóng gió. Tuy mệnh chủ phải xử lý công việc thêm nhiều nữa, nhưng không được chủ quan. Về mặt tổng quan thì phải quản lý chi tiết nhất có thể để mọi việc có thể tiến triển thuận lợi, hanh thông. Việc học tập rất tốt, gặp được thầy giỏi, hiệu suất học tập được nâng cao. Ngoài ra, cũng trong năm Tân Sửu 2021 này, mệnh chủ sẽ bị sao ngũ hoàng chiếu mệnh.
đây là một hung tinh lớn gây ra nhiều ảnh hưởng cho mệnh chủ, khiến cho vận quý nhân ảnh hưởng nhiều, gặp phải thị phi tai tiếng. Trong năm nay thì mệnh chủ muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, phải sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Thìn một bước lên mây. Tử vi tình cảm của mệnh chủ tuổi Thìn vào năm Tân Sửu 2021. Bước vào năm Tân Sửu 2021 thì tuổi Thìn, thái tuế trợ đào hoa, hồng loan cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tân Kim lộ xuất thực thần, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh, thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình, khí chất đều không tồi. Song tuổi Thìn nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là quả tú chiếu mệnh nên có thể tạo ra một dạng đào hoa sát khiến cho mệnh chủ dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng giữ gìn trong tay. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận thì có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chểnh mạng với gia đình và nửa còn lại khiến cho đối phương trong lòng có bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Kiến nghị nên cân đối tốt giữa công việc với gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại. Mệnh chủ cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên, tuổi Thìn cần phải sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Thân Tí Thìn giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ thì cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, với nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thìn vào năm Tân Sửu 2021. Vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của tuổi này khá là ổn định. Song trong năm thái tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bên cạnh đó thì do năm nay sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Cần phải tham gia các hoạt động ngoài trời, phải tránh các môn thể thao mạo hiểm, không nên uống rượu bia quá mức. Năm nay, đặc biệt không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân để tránh mất tự do cá nhân. Mệnh chủ cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày thì cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác. Nếu không, chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi mà thay đổi thời tiết. Cần phải có trang phục thích hợp nếu trời chuyển lạnh hoặc là chuyển nóng. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc là phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng hoặc là trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Để ổn định sức khỏe, mang lại bình an may mắn cho mình, mệnh chủ hãy luôn luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp quý thần Thân Tí Thìn của tuổi mình nhé. Tử vi của tuổi Thìn năm 2021 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi năm 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, Bạch Lạp Kim. Tử vi năm Tân Sửu 2021 người tuổi Nhâm Thìn thời trẻ, sự nghiệp lẫy lừng, có quyền thế, về già thì vẫn giữ được danh tiếng cho mình. Nói chung, vận trình của đời này thì luôn thuận buồm xuôi gió. Những năm tuổi già thì hưởng trọn vinh hoa phú quý chẳng phải lo phiền.
năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Thổ Thổ tương đồng lại gặp hình thái tuế nên sẽ dễ mắc phải những bệnh liên quan tới thính giác và gặp phải những tai nạn liên quan tới đổ máu trong năm nay. Ngoài ra, về vấn đề tài lộc thì dễ gặp chuyện phá tài, sự nghiệp không thuận lợi, địa vị, công việc dễ bị người khác cướp mất. Các dự án hợp tác cũng dễ bị thất bại, chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh, tránh làm việc vất vả mà không được lợi lộc gì. Mệnh chủ tốt nhất cần đeo trang sức trợ mệnh Thân Tí Thìn để gặp hung hóa cát trợ mệnh cho mình. Cuộc sống thanh nhàn vui vẻ, thời gian rảnh lại cùng bạn bè tụ họp trò chuyện. Có thể đăng ký tham gia các đoàn hội hay là đi du lịch theo đoàn để cho tâm hồn được thư thái, giải tỏa áp lực. Tuy nhiên thì con giáp này nên nhớ cẩn thận đề phòng kẻ xấu không thừa. Đừng chủ quan nghĩ rằng mình đã đi qua gần hết đời người, biết hết mọi sự trên đời mà chủ quan, dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Nam mệnh 22 tuổi, gặp Thái Bạch chiếu mệnh. Từ xưa thì nhân gian đã có câu, sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, vậy nên dễ cảm thấy việc không thuận ý, nhưng mệnh chủ cần phải dùng thái độ tích cực để đối mặt. Cố gắng chăm chỉ làm việc, sẽ có những đền đáp xứng đáng. Nữ mệnh 22 tuổi, gặp thái âm chiếu mệnh, chú ý phòng những bệnh phụ khoa, thai sản như là khó sinh. Đối với những bạn đang trong thời gian thai kỳ, cần chú ý tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, tầm bổ hợp lý, tránh đi lại nhiều. Tử vi năm 2021 tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, Đại Lâm Mộc. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ tương sinh. Do bị tiết mất khí nên mệnh chủ cần chú ý nhiều những bệnh liên quan tới đường ruột và tim mạch. Cùng với đó thì trong năm nay cần hết mình trong mọi việc, vất vả tiêu hao tiền tài tương đối lớn, công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. Trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ của họ không dễ nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của những người xung quanh. Khi quyết định một việc lớn thì tốt nhất nên hỏi ý kiến những người xung quanh để tránh mắc lầm lỗi và hối hận. Vận trình năm 2021 của tuổi Mậu Thìn khá là lý tưởng. Mệnh chủ có đường công danh, quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, nhân duyên cũng khá là tốt, song cần phải chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đừng để mình tin lời kẻ xấu mà đầu tư tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy, đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Mệnh chủ nên mang luôn theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn. Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn tăng cường quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc. Nam mệnh 34 tuổi, gặp kế đô chiếu mệnh, sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, thích hợp cho việc đi xa cầu tài, không nên ở lâu trong nhà. Ngoài ra thì nên quan tâm đến sức khỏe và an toàn của những vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 34 tuổi, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sau này không tốt đối với nữ, phải đề phòng những thảm họa bất ngờ. Về phương diện sức khỏe, tuổi Thìn nên sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở vỉa hè hay những nơi không hợp vệ sinh. Tử vi năm 2021 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, xa Trung Thổ. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành tức Bích Thượng Thổ, Thủy Thổ xung khắc nên mệnh chủ vào năm nay cần phải chú ý các bệnh liên quan tới xương cốt như là gút, đau nhức xương, chật khớp, các bệnh liên quan về thận. Ngoài ra thì trong năm nay dễ gặp phải những chuyện kiện tụng áp lực cho bản thân, đồng thời dễ gặp nạn mất máu. Tuổi Thìn sinh năm 1976 sẽ có nửa đầu năm 2021 vận trình khá tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng giữ thái độ hòa nhã khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong kế hoạch của mình. Hãy cố gắng hạn chế sai sót mức
ở mức thấp nhất có thể. Trong năm này thì nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Vòng phong thủy này thì giúp cho các bạn tăng cường nhân duyên, kích vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 46 tuổi, gặp La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân bách sự ưu. Người tuổi này thì dễ gặp phải khẩu thiệt thị phi kiện tụng. Nữ mệnh 46 tuổi, năm nay gặp kế đô chiếu mệnh, dễ vướng phải khẩu thiệt thị phi và kiện tụng, thích hợp cho việc du lịch, công tác, đi xa cầu tài. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phú Đăng Hỏa. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, thổ kim tương sinh, nhưng vì hình thái tuế, năm nay tuy có trợ lực nhưng sẽ cảm thấy có lực cản. Vận đào hoa, có đào hoa sát, mệnh chủ cần phải tránh xa những mối quan hệ không rõ ràng, tránh trường hợp vì đó mà rạn nứt tình cảm gia đình. Đào hoa vượng cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi, mâu thuẫn vợ chồng. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm Tân Sửu 2021, vận trình thì không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm, sự nghiệp thuận lợi có đà thăng tiến nên chú ý nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên thì nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự, những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn có thể nảy sinh thì nên sớm giải quyết, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm vận trình biến động khá lớn nên khi mà đầu tư lâu dài, nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 58 tuổi, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, làm việc gì cũng luôn cảm giác không được như ý, cần giữ được cái tâm bình tĩnh để đối với mọi việc. Nữ mệnh 58 tuổi, gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần chú ý về vấn đề sức khỏe, những vấn đề về phụ khoa. Tử vi của tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, trường Lưu Thủy. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, mộc thổ tương khắc, lại gặp năm nay lưu niên thái tuế tài tinh, nên cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan đến gan và gân cốt, mệnh chủ nên chủ động thời gian đi khám định kỳ, kiểm tra tổng quan thường xuyên. Bên cạnh đó thì tài vận cũng sẽ tương đối tốt, có thể tiến hành đầu tư hợp lý dưới sự tư vấn của chuyên gia phong thủy sẽ nhận được thành quả tốt. Đồng thời cũng nên phòng tránh sự lừa gạt có dã tâm của kẻ xấu. Nếu như gặp tình huống xấu thì nên trao đổi với người thân hoặc gọi cho công an giải quyết. Khuyên bạn trước cửa dán một phù thái tuế để nghênh đón thái tuế của năm 2021. Nam mệnh 70 tuổi, năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh, dễ gặp những tai nạn ngoài ý muốn, cần quan tâm đến sức khỏe của vật nuôi trong nhà. Nữ mệnh 70 tuổi, gặp sao thái dương chiếu mệnh, nên phòng tránh những tai nạn bất ngờ. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn biết tử vi của tuổi Thìn trong năm 2021 Tân Sửu. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được tư vấn. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.